Nói nó là để cái nhang lên quay đúng không hả? để quay tròn Sao tròn quay được luôn, chú quay giáp hai chồng này, luôn. con thấy người ta xiết mới làm được vậy chứ chú hai. Không, không có giết đâu, đốt cái nhang để lên là quay tròn luôn. Đó giờ chưa thấy nghe chú hai, À, chưa thấy phải không? bây giờ chú hai Đó. giá ông hai làm thử con coi cho Cái bà ông con này là coi cũng quay luôn. coi. Đâu giờ chú hai lấy cái nhang này, chú hai làm thử Lấy rồi. Cho bà con cái đó coi thế. Thiệt luôn hả chú hai? quẹt luôn. Thiệt. Thật sự là coi đó giờ con chưa có thấy cái vụ này nữa nghe chú hai. À. Ờ, xưa là có quay hả thím hai? Quay không, nếu, quay nếu, 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 nếu mà ông Linh mà chú hai là thường xuyên với ổng là ổng nghe là ổng làm à. Thử à, cái mấy năm nay rồi không có ai, không ai làm à, chỉ có dướng thôi chứ không có để chú hai chứ quay là đây nè. Ông bà này ta xin mượn xin số bà mà bỏ cho. Chạy luôn nè. Có bỏ chạy luôn đó. Sao chú càng nói nổi da gà thì chú hai. Để chú hai chú làm cho bà con dạ, coi. Người ta khổ quá khổ ha. Chú hai càng bẻ cái nhang ngay đây không? Cho dễ không, quay không? Để gì rồi chứ không có bẻ. Mấy năm rồi không biết đâu mà đi chứ. Là có thiệt hả thím hai? Mấy năm rồi đâu có thử không? Trời ơi. À, tôi không có ấy. Đứng vậy con. Này à, ông Tàu này bữa nay có hai chú này quay YouTube rồi về đây làm cho mấy chú này thấy một cái đi. Cho bà con mấy tình nha. Dạ. Mô Phật, ông Tàu ơi. Ông Tàu ơi. Nghe nói con sợ. Chú này gian giới này. Chơi ông ta ơi. Nhà này nó hơi công. Ê, để cái nhang công công như vậy. Để hướng nào. Sao? Trời, cho thấp quay luôn á hả? Hả? Cho thấp quay không được chú mày ơi. Trời ơi, tôi để vô chú coi. Tắt nhang được, tắt nhang luôn. Ê, trời trời. Trái vừa cho nhàn cái trái trái chú quay đeo đà quay vô mấy chú này coi cái đi sống thì khôn thác thì linh giờ nằm ở trong này thì bây giờ rồi giờ nha lấy gói thuốc rồi đốt rồi ông đưa thuốc rồi dùng kinh được rồi ê một bạc à trời thiệt luôn rồi trời kìa tôi ổng dùng kinh được nhúc á em dễ của cái con này nè mượn đi sinh nó ra đồng là bỏ chạy luôn giờ ông ơi ông nói là nổi cục mày tầm mất chứng kiến thì coi như gì ông quay không có này có thể những cung thuốc luôn ông ơi cung thuốc hả cung thuốc tròn rồi thuốc đây ba cái gì vậy cái thuốc thì phải lấy cái tâm nhang mai để cái ba đi để cái nhang nó tắt luôn rồi. Đấy đâu mà chuột dữ. Để giữa luôn hai cho quay luôn. Ừ. Ừ. Ngay tâm. Đó, chưa được. Sao mà nó để ngay cái chỗ mới quay. Đó. Đó đó. Thuốc liền rồi. Thuốc quay vòng tròn là đâu có chú còn nữa coi. Để nói tôi nói gạt mấy chú này à. Đúng rồi. Thường thường hay để lúc trước để lâu không? Để lâu mới quay hay để chút. Vậy ông vui không gặp mình. Không gặp mình hai mình không có duyên không nữa chứ. Nhiều khi lâu quá ông đi rồi ông hai ơi. Mấy năm rồi. Để chú mổ rồi đó. Giờ ông đứng rồi không chịu phải không? Ừ cứ để gì á. Dạ ông ơi. Này con tại con nghe ông hai chú hai nói con mới kêu ông mấy ông làm như với con không có bắt buộc mấy ông làm. Vậy đây quay ông lên thiên thì ông làm cho bà con cứ bắt thuốc coi. Đây về đây quay cái cho mấy chú này coi cái coi quay vụ vụ kỳ đó thằng con muốn mở nắp luôn không nắp rồi thằng dài nắp nắp chú phải gian gái gì không vậy đây quay chẳng hạn gì mấy năm nay tôi không có quan tâm tới ông rồi ông giận sao à, có thể liệu thuốc đi thuốc hưởng hương đồ quay cho mấy chú này coi đi chứ con thấy để trứng gà nó quay liền đó cái nhang á thường thường á cũng phải gian gái nó quay sao không thấy quay kìa chưa mình cũng hạt duyên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhúc nhích kìa, quay vô bà con cho bác con đi. Quay đêm tà quay ngựa quay xuôi luôn thôi. Tụi đi gì rồi? Ở đây ông nghỉ quay hay gì rồi? Này là ông đi đâu rồi? Hồi đó là quay dữ lắm hả bà? Quay ngược rồi quay xuôi luôn. Quay xuôi rồi quay ngược luôn. Vợ chà, mấy đứa nó giỡn, nó liền trong lưới. Bao có đống chà nè. Rồi nó mò à? Còn cháu tôi nó mới được. Dục. Cây rượu mình cấm vậy nè. Đi, mò được à. Cây rượu mình cấm vậy nè, rồi nó dục sát cây rượu mà nó dục trong lưới nha. Nó dục rồi chú thấy nó lên tim bựng cái quần trong cây lớn rồi nè. Đầu nó bắn một cái đường qua tới bên bờ bên kia luôn. Nó bắn đường ngang chừng 5 tấc, bắn qua tới bên sông luôn. Thì hết tim bắt đầu nó mới nhảy lại ngay chân chỗ cái giường đó. Nó mò không? Thì mò không có, mò chừng 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Mà nước thì đứng ngang. Rồi cuối cùng là cái thằng mà dục đó. Nó mới nói, thôi ông ơi, giờ tôi chịu thua ông rồi thôi, để tôi mò tôi đem ông lên đâu. Thì nó lặn có hơi một, thì nó xuống nó ôm ông lên. Rồi bắt một con cá lóc. Bữa đó con đâu cũng gần 1 kg. Rồi đem nướng cho ổng rồi cho ổng ăn luôn. Chứ đâu nhà ổng ăn luôn. Kìa quay rồi kìa. Đi giấy. Quay rồi kìa. Giấy con cá lóc. Thấy trời nhúc kìa. Ê mô Phật à. Thấy không. Trời trời trời. Quay thiệt kìa. Thôi về chơi đi ông đại. Cho mấy chú này thấy đi ông ơi. Đó bà con có bác coi thấy rõ không đó. Thấy không. Thấy chưa. Còn đây. Còn, còn đây sao đi đâu tôi đi là tôi kêu ổng rồi. Phải mình nói tôi đi bán cái số là tôi kêu ổng rồi. Có hồi nãy quay đi bộ. Có quay, nãy có quay mà. Hồi chứ hay đặt cái nhang xéo kìa. Tôi sáng. Sáng là sáng tôi đi là tôi kêu rồi. Sáng tôi đi là tôi kêu bà ơi đi theo đổ con thôi cho con bán cho mau hết. Kìa cô bác anh chị coi kìa, rõ không, thấy rõ chưa? Đó, thấy rõ chưa đó. Trời trời đó, cô bác anh chị thấy rõ chưa? Giờ quay cái ngang Đức Hiền rồi đó, thấy chưa? Trên không, cái này là không có sai nha cô bác anh chị. Tùy cái duyên của mình cũng gặp, phải lúc nào cũng gặp. Quay tròn cái đi ông trời. Cô chú anh chị thấy cây nhang hiện giờ nó quay hôm nay giờ có 45 độ rồi đó. Quay tròn đi ông ta, quay như cái trong trống vậy không? Quay rồi quay xuôi đi rồi quay ngược trở lại. Cho mấy chú này thấy cái đi. Quay xuôi quay ngược luôn á. Dạ, quay xuôi quay ngược luôn. Chiều chiều ông hay mua cho ông xì rượu. Quay đi, quay xuôi quay ngược đi rồi mời tôi đi bán gì là tôi mua cho ông con cá lóc với gói thuốc với xì rượu. Đang nhúc nhích nữa rồi. Tôi về tôi cúng cho ông. Hổng gài tôi không có cúng rồi. Nãy giờ quay vị trí này đang 45 độ hơn. Hơn 45 độ. Quay đi ông ơi. Lúc đầu ông hai nói cũng không tin đó. Đúng rồi, không tin nhưng mà giờ mình phải tin. Quay xuôi đi rồi quay ngược lại cho mấy chú này thấy đi. Không phải là mình nên tụi con coi đâu, còn rất là nhiều người đang xem ông. Cái gì cũng vậy, có thời có thiên, có thiên có lành, là nó chính thức.